Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của DevUp. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách để viết một cover letter, một bức thư ứng tuyển nhé. Vậy thì đầu tiên, chúng ta hãy cùng bắt đầu bằng cách định dạng đúng tiêu đề của thư ứng tuyển. Bước thiết yếu đầu tiên để viết một cover letter hiệu quả là tạo một dòng tiêu đề có định dạng tiêu chuẩn và đầy đủ. Tiêu đề thư xin việc của bạn là khối văn bản ở đầu tài liệu và thường thấy ở góc trên cùng bên trái, bao gồm tất cả các chi tiết nhận dạng về bạn, tức là ứng viên, và công ty mà bạn đang ứng tuyển, tức là nhà tuyển dụng. Và sau tiêu đề của bạn là dòng tiêu đề thư ứng tuyển được viết ngắn gọn nhằm thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Chúng ta có thể thấy đấy là không có kiểu định dạng duy nhất nào được yêu cầu cho tiêu đề cover letter và hầu hết các ứng viên sẽ thay đổi hình thức của tiêu đề tùy thuộc vào sở thích và phong cách của riêng mình. Tuy nhiên, một tiêu đề tốt thường sẽ có từ 3 đến 4 dòng văn bản bao gồm thứ nhất là to, tức là gửi đến, tên công ty mà bạn đang ứng tuyển hoặc là tên bộ phận nếu có, và from, tức là tên và chức danh nghề nghiệp của bạn, và thông tin liên hệ nghề nghiệp của bạn, ví dụ như là số điện thoại, địa chỉ email hay là LinkedIn. Chúng ta có thể thấy ở ví dụ như sau. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng viết lời chào. Với tiêu đề và dòng tiêu đề của thư xin việc thì bước tiếp theo của chúng ta để chính là tạo ra một lời chào, đúng không nào? Và chúng ta nên sử dụng lời chào được cá nhân hóa thay vì lời chào một cách chung chung. Ví dụ như là to whom it may concern. Đây là lời chào gửi đến những người mà vấn đề này có thể liên quan. Tuy nhiên, một lời chào được cá nhân hóa sẽ đề cập đến một người hoặc một bộ phận cụ thể theo tên. Khi làm như vậy thì điều này sẽ khiến cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn rất chú ý đến từng chi tiết. Và nếu như bạn đang nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty nhưng không thể xác định chính xác được người hoặc là bộ phận sẽ xem xét thư ứng tuyển của bạn, vậy thì hãy thử một trong các lựa chọn thay thế như sau nhé. Bạn có thể viết là to the company name team, tức là gửi đến tên công ty, hoặc là to the company name hiring manager, tức là gửi đến trưởng bộ phận tuyển dụng của công ty. Vậy thì cách viết nội dung của một cover letter như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Thứ nhất là để khiến nhà tuyển dụng quan tâm và quyết định có đọc tiếp cover letter của bạn hay không, thì bạn sẽ cần một lời giới thiệu thật là mạnh mẽ, bao gồm thứ nhất là tổng quan ngắn gọn về quá trình làm việc của bạn và mục tiêu của bạn. Thứ hai là đưa ra lý do mà bạn mong muốn nộp đơn vào công ty này. Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau đây. Các bạn có thể thấy đấy là trong ví dụ này thì người viết đã nêu ra tổng quan về vị trí nghề nghiệp là chuyên viên IT, số năm kinh nghiệm là 4 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường học thuật và lớp học. Và các vị trí mà người này đã làm bao gồm IT Support Professional và cộng với tên công ty cũ. Và người này còn đề cập đến người đề nghị công việc cho họ, để chính là trợ lý giám đốc công nghệ thông tin của công ty mà họ đang ứng tuyển, tên là John Smith. Và họ có giải thích rằng là sau khi quan sát công việc của người ứng tuyển thì ông Smith đã đề xuất cho họ ứng tuyển vào vị trí này. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhấn mạnh giá trị nghề nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta ở trong phần này có thể đi sâu vào giải thích các điểm mạnh và trình độ chuyên môn của mình trong các đoạn nội dung. Một thư ứng tuyển ngành công nghệ thông tin hiệu quả nên chứa từ 2 đến 4 đoạn nội dung trả lời cho các câu hỏi chính như sau, để chính là điều gì khiến bạn hứng thú khi làm việc tại công ty này? Bạn hy vọng sẽ học được gì khi làm việc tại công ty này? Hoặc là những thành tích hoặc bằng cấp nào khiến bạn nổi bật với tư cách là một ứng viên? Và bạn sở hữu những kỹ năng chính nào phù hợp với vị trí ứng tuyển này? Và hãy tập trung vào thành tích đặc biệt quan trọng, và vì chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nhà tuyển dụng có thấy được giá trị thực tế mà bạn có thể mang lại cho công ty của họ hay không. Dưới đây là ví dụ. Trong ví dụ này thì ứng viên đã nêu ra những nhiệm vụ mà mình đã từng đảm nhận, bao gồm như là assisted in the design and the implementation of a new business computer network that connected on departments through a singular digital platform. Tức là công việc của họ đã làm đấy là hỗ trợ thiết kế và triển khai mạng máy tính mới kết nối tất cả các phòng ban thông qua một nền tảng kỹ thuật số duy nhất. Và ứng viên cũng đã làm nổi bật thành tích cụ thể này thông qua các con số, ví dụ như là hiệu quả truyền thông tăng 65% và thời gian hoàn thành dự án giảm gần 50%. Đây là những con số vô cùng ấn tượng đối với nhà tuyển dụng. Vậy thì sau khi đã hoàn thành phần nội dung thì chúng ta sẽ kết thúc thư ứng tuyển ngành công nghệ thông tin như thế nào?
Yếu tố cuối cùng của bất kỳ thư ứng tuyển nào để chính là một lời chào và một lời kết thúc. Và trong phần này, bạn nên bao gồm đấy chính là một câu đầy tâm huyết cho thấy rằng bạn rất mong muốn nhận được phản hồi từ họ và một câu bổ sung cho biết cách bạn sẽ liên hệ với nhà tuyển dụng hoặc là cách mà nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn như thế nào và chữ ký của bạn. Dưới đây là ví dụ mà chúng ta có thể quan sát. Trong ví dụ trên thì chúng ta thấy lời hứa được đưa ra đấy là I will bring a high level of quality and professionalism to help your company to reach its digital goals. Tức là tôi sẽ mang đến cho bạn chất lượng và tính chuyên nghiệp cao để giúp cho công ty có thể đạt được những mục tiêu kỹ thuật số của mình. Đây là một lời hứa vô cùng mạnh mẽ. Và đồng thời ứng viên cũng đã kèm theo thời gian có thể gặp mặt và số điện thoại của họ. Và phía cuối thư chính là lời bày tỏ mong muốn về nhà tuyển dụng liên hệ lại, kèm theo lời giúp và ký tên. Vậy thì trên đây chính là một số lưu ý cơ bản để chúng ta có thể viết một cover letter, một thư ứng tuyển ngành công nghệ thông tin. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hữu ích, đừng quên để lại like, share, comment cho chúng mình nhé. Nếu các bạn muốn tham khảo các khóa học về tiếng Anh hay các khóa học về công nghệ, đừng quên click vào website devup.vn để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.